Xin chào quý vị độc giả Vietnamnet, xin chào đón quý vị độc giả đến với chương trình bàn tròn trực tuyến ngày hôm nay với chủ đề phát triển kinh tế Việt Nam và chiến lược phát tăng trưởng công nghiệp. Chúng tôi rất là hân hạnh cuộc bàn tròn ngày hôm nay có sự tham gia của những nhà kinh tế hàng đầu, có giáo sư Ricardo Hausmann, giám đốc kinh tế phát triển quốc tế của Đại học Harvard. Giáo sư Hausmann cũng là tác giả của nhiều lý thuyết kinh tế nổi tiếng và được nhiều quốc gia đang phát triển đang áp dụng như là chẩn đoán tăng trưởng, độ phức tạp của nền kinh tế. Và khách mời thứ hai của bàn tròn hôm nay là tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh đang là giám đốc nghiên cứu của Đại học Fulbright Việt Nam. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì xin dành cho giáo sư Ricardo Hausmann. Trong cái cuộc tọa đàm hôm thứ ba với Ban Kinh tế Trung ương thì ông có đưa ra một cái khái niệm mà khá là mới đối với người Việt Nam, đó là độ phức tạp của nền kinh tế. Thì tại sao mà cái độ phức tạp của nền kinh tế nó lại quan trọng, trong khi mà những cái lời khuyên trước đây thì thường nói rằng là một quốc gia thì nên tập trung phát triển những cái thế mạnh mà họ có lợi thế so sánh tốt nhất? Thank you very much for your question. Thank you for the invitation. It's an honor for me. Rất nhiều về cái câu hỏi này và cũng cảm ơn rất nhiều đã cho tôi cái vinh dự được có mặt ở đây ngày hôm nay. Thực ra thì cái cách nhìn nhận của tôi về nền kinh tế đấy chính là thực ra thì cứ hãy ví dụ là bằng một cái ngành sản xuất đơn giản như là sản xuất gạo. They cannot be done by just a few people. To bring together many people who know about many different things. Một cái sản phẩm như vậy, có rất nhiều thứ là nếu như chỉ một gia đình thì không thể một gia đình hoặc vài gia đình mà có thể sản xuất được rất là nhiều các cái sản phẩm. Chúng ta lúc đấy sẽ phải cần có rất là nhiều người này, rồi nhiều nghề nghiệp này, rồi có cả những thợ máy, rồi các cái công việc khác nhau này, rồi cần rất là nhiều các cái nguồn đầu vào khác nữa để có thể làm ra được một cái sản phẩm. Như vậy thì trong cái sản xuất hiện đại ấy, thì cái việc sản xuất đấy chính là khi mà chúng ta sẽ cần có rất nhiều người và rất nhiều các cái nguồn đầu vào. Và ví dụ như là nếu như mà chúng ta chỉ làm ra một cái lượng sản phẩm nó rất là nhỏ, thì lúc đó chúng ta chỉ cần một cái nhóm người nhỏ. Thế nhưng nếu như chúng ta muốn là phát triển ra nhiều sản phẩm thì lúc đó chúng ta lại cần có nhiều người hơn và nhiều các nguồn đầu vào hơn. Trong báo cáo thì tôi thấy là nếu mà tính về cái chỉ số mà độ phức tạp của nền kinh tế thì là Việt Nam được xếp hạng thứ 27, tức là trên Thái Lan 5 bậc. Thế nhưng liệu rằng có chính xác không nếu chúng ta nói rằng là nền kinh tế của Việt Nam đạt được cái trình độ phát triển cao hơn Thái Lan? Well, I think the statistics reveal something very interesting, that if you look at things, production that happens in Vietnam, there's a lot in Vietnam that is very sophisticated, very advanced. I just come from an industrial zone where we visited very advanced production. There was a Honda company there, there's an auto parts company there, and these are all super modern companies, very well managed, super advanced, very productive. And then I visited a village where people had for 500 square meters by per family to plant a little bit of rice, and they were supposed to plant that rice. So in Vietnam, there is a lot of complex activities. Foreign direct investment firms are employing about 3 million Vietnamese, but there are about 50 million Vietnamese working. So on average, Vietnam is some combination of this very advanced, very modern production that indicates the things that can be done in Vietnam. But unfortunately, it only covers a very small part of production. There's a lot of production that is happening with very, very simple things, things that are done mostly within a family that do not incorporate this diversity of know-how that constitutes modern production. So there is that modern part of Vietnam. It's just small relative to the population.
Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, ông bình luận như thế nào về nhận xét của giáo sư Ricardo? Vì tôi nhớ là cũng mới tuần trước thì là trường Đại học Fulbright Việt Nam cũng có công bố một cái báo cáo về kinh tế xã hội Việt Nam 10 năm kể từ khi Intel vào Việt Nam. Và ở trong báo cáo đó thì ông đã chỉ ra một cái nghịch lý là Việt Nam có những cái mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao như là giáo sư Ricardo nói, tức là cái độ phức tạp thì rất là cao. Thế nhưng mà nếu mà nhìn tổng thể thì cái nền kinh tế Việt Nam vẫn ở cái đáy thấp nhất trong cái chuỗi giá trị gia tăng. Thì tại sao lại có cái nghịch lý này? Tôi nghĩ là khi nhìn vào cái cấu trúc sản phẩm của Việt Nam thì đúng như giáo sư Hausmann nói là cái độ phức tạp của nền kinh tế Việt Nam nó tăng lên rất nhanh trong vòng khoảng 20 năm qua. Thế nhưng mà khi chúng ta nhìn vào bản chất của sự tăng lên đấy thì đa số cái việc tăng sự phức tạp của nền kinh tế do nhập khẩu công nghệ và đặc biệt là với sự hiện diện của các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài. Điều đó có nghĩa là nếu như không có các công ty FDI thì cái độ phức tạp sản phẩm của Việt Nam nó vẫn dừng lại chủ yếu ở lúa, ở gạo, ở tôm, cá, giày dép, may mặc, vân vân. Tức là chúng ta sẽ không có Samsung, chúng ta sẽ không có Intel, chúng ta sẽ không có Toyota và không có một loạt các công ty được coi là công nghệ cao khác. Vấn đề nằm ở chỗ là cái hệ thống sản xuất mà có năng suất cao và công nghệ cao đấy nó lại tương đối tách biệt với hệ thống sản xuất trong nước, mà được thể hiện rất rõ qua nghiên cứu của chúng tôi trong trường hợp của Intel Products Việt Nam. Cụ thể là nếu tính trong tổng giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu của Intel mỗi năm khoảng độ 3,5 tỷ ở thời điểm này thì chỉ có khoảng độ 3% là đến từ các nhà cung ứng nội địa. Tương tự như thế, nếu nhìn vào Samsung thì tỷ lệ cung ứng nội địa vào khoảng độ 8-10%. Điều đó có nghĩa là nó có một cái sự ngăn cách, một cái sự chia cắt giữa một khu vực hiện đại có năng suất cao và bộ phận khác là tương đối dùng những công nghệ tương đối chậm thay đổi và năng suất thấp. Vấn đề thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là không có một cái sự lan tỏa mà trong thuật ngữ của giáo sư Hausmann đó là cái diffusion of know-how, tức là sự lan tỏa về bí quyết. Khi không có sự lan tỏa bí quyết và không có sự lan tỏa về năng lực giữa hai khu vực này thì hiển nhiên là cái việc mà nâng mặt bằng chung của toàn bộ nền kinh tế lên là khó khăn. Và điều đó có nghĩa là dù nó là giày dép hay nó là Intel, dù nó là tôm cá hay là Samsung thì chúng ta vẫn cứ chủ yếu là gia công. Vậy vậy cái giá trị gia tăng của ta vẫn nằm ở phía cuối, phía đáy của đường cong nụ cười hay là cái bậc thấp nhất của chuỗi giá trị gia tăng. Vậy thì nhưng tại sao cái nghịch lý này nó lại diễn ra lâu đến như vậy trong 10 năm? Và vì sao mà một cái khu vực kinh tế hiện đại như vậy mà không thể tạo ra được một cái sự lan tỏa đến những cái khu vực còn lại? Vì tôi nhớ là giáo sư Hausmann có đưa ra dẫn chứng mình có 3 triệu người đang làm việc trong các cái doanh nghiệp FDI và các nước khác thì họ đã từng tận dụng rất là tốt các cái doanh nghiệp FDI này để họ thực hiện cái chuyển giao tri thức và kỹ năng. Nhưng mà chúng ta lại thất bại trong cái chuyện đó. Thì vì sao lại như vậy? Tôi nghĩ là nếu nhìn vào cái mối tương quan và tương tác giữa các doanh nghiệp FDI hay là nói một cách tổng quát hơn, đó là khu vực hiện đại và có giá trị tăng cao của nền kinh tế với khu vực có giá trị tăng thấp hơn, thì nó có 3 cái yếu tố mà thực ra có thể làm cho toàn bộ nền kinh tế sẽ được cải thiện về mặt năng suất. Thứ nhất đó là sự lan tỏa về công nghệ. Thì như tôi vừa mới trình bày, cái sự lan tỏa công nghệ này rất thấp. Và trong trường hợp cụ thể của Intel, một trong những cái lý do của sự lan tỏa công nghệ này nó đến từ việc chúng ta không thực hiện tốt các cái thiết chế để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Lý do là khi Intel muốn có các nhà cung ứng người Việt Nam thì phải có một cái sự chia sẻ về bí quyết công nghệ và về các cái quy trình sản xuất. Thế nhưng mà Intel lại không chắc chắn là những cái bí quyết đấy của mình được giữ trong vòng phạm vi nhà máy và nó không bị đánh cắp công nghệ. Và điều đó có nghĩa là khi chúng ta không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tốt thì cái việc lan tỏa công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ chẳng hạn nó sẽ bị hạn chế. Cái yếu tố thứ hai có thể giúp cho các doanh nghiệp nội địa trong nước có thể lớn lên đó là sự chuyển giao và sự cải thiện về năng lực của con người. Cụ thể thí dụ như là cán bộ quản lý hay cán bộ kỹ thuật có kỹ năng chuyển từ công ty này sang công ty khác. Thực ra cái đó ở Việt Nam cũng rất hạn chế. Đa số như chúng ta nói với nhau là gia công, nên là rất nhiều các công nhân họ có thể chuyển từ ngành may mặc sang da giày, sang lắp ráp, thì thực ra cuối cùng nó vẫn là gia công, chứ ít khi mà có được các
kỹ thuật viên hoặc là các nhà quản lý ở Việt Nam lên các mức độ cao và từ đó họ quay ngược sang họ mở công ty. Tôi không nói là không có, nhưng tỷ lệ đấy quá thấp. Cái vấn đề thứ ba nữa là các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp có công nghệ cao thường cũng là một cái lực đẩy để thúc đẩy cải cách ở trong nước. Cái này ở những năm 90 và 2000 chúng ta thấy rất rõ, nhưng mà càng về sau chúng ta càng thấy cái sự lan tỏa hay là cái sức ép về mặt cải cách thể chế do các công ty nước ngoài tạo ra Việt Nam càng hạn chế dần. Thì nghiên cứu của Eddie Maleski thông qua cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng nói lên cái chuyện này. Well, I think that the secret of increasing average economic complexity of Vietnam is, as the professor was saying, to diffuse know-how. One of the ways in which know-how gets diffused is in the heads of people who get trained. So there are 3 million people working in FDI firms. These people will eventually, you know, are being trained, are being exposed to one way of organizing production. And if they leave and start their own companies with the training that they got, with the know-how that they got, oftentimes they start their own companies and they will start them differently with thinking in a different scale, incorporating more modern forms of production. And I think that what has happened in Vietnam is that you've had state-owned enterprises who are adequately treated. You have foreign direct investment firms that have a very good environment around them. They have access to industrial zones. They are well-equipped. They have a good tax regime. They're well-treated. And then you have a domestic private sector which hasn't had the access and the exposure or the access to capital and so on. I think that an important source of entrepreneurship in Vietnam is going to be the people who are currently working in foreign firms. They should become the entrepreneurs of the future in Vietnam. And I think you need a strategy to help them make the transition when they leave these companies to start new companies that are going to be Vietnamese companies, much more productive, much more advanced, that are going to generate better paying jobs for the citizens of Vietnam. Hơn rất là nhiều. Giáo sư Ricardo nhắc tới một một cái cụm từ mà có lẽ là cũng đang rất là phổ biến, đang rất là trendy ở Việt Nam hiện nay, đấy là khởi nghiệp, đúng không ạ? Và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp, phong trào khởi nghiệp. Thì thực ra là Việt Nam trong vòng 2 năm và tôi nhớ là 1 năm trở lại đây thì chính phủ có nhắc đến rất là nhiều về chuyện là hỗ trợ để cho phong trào khởi nghiệp, thậm chí là đặt một cái mục tiêu rất rõ là đến 2020 sẽ có thêm 1 triệu doanh nghiệp mới ra đời. Thế nhưng mà từ cái quan sát của ông Tự Anh thì ông có nghĩ rằng là cái chính sách, cái chiến lược mà để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay ở Việt Nam đã đủ hay chưa để mà tạo ra được cái điều mà giáo sư Ricardo vừa mới nói đến? Tôi nghĩ là chúng ta cần đặt khởi nghiệp vào trong bối cảnh rộng lớn hơn. Chứ còn nếu mà khởi nghiệp nó chỉ là vấn đề riêng của khởi nghiệp thì nó sẽ không nhìn thấy cả bức tranh lớn. Nếu chúng ta nhìn vào trong quá trình trong cái thông điệp chính sách của Thủ tướng Chính phủ cũng như là của các thành viên của Chính phủ, chúng ta thấy rằng là cái môi trường kinh doanh, các cái điều kiện kinh doanh đang được giảm bớt, những cái giấy phép con đang bị cắt bớt, và cái môi trường kinh doanh nếu như chúng ta đi theo cái hướng này chắc chắn nó sẽ thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nói chung cũng như là các doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng. Quay trở lại câu hỏi của chị thì tôi thấy rằng là khởi nghiệp ở Việt Nam bây giờ nó hơi mang tính phong trào. Thực ra bây giờ ai cũng nói khởi nghiệp, ai cũng nói là thí dụ như là Cần Thơ phải trở thành thủ phủ khởi nghiệp hay là Huế cũng phải trở thành một trung tâm khởi nghiệp. Thì chúng ta cần phải hiểu là để khởi nghiệp nó cần có những điều kiện cơ bản. Điều kiện đó là gì? Thứ nhất đó là năng lực, cái mà giáo sư Hausmann lúc nãy vừa nói, tức là cái năng lực tư duy, năng lực về nhận thức và trí tuệ và cái bí quyết mà cái đó có thể được truyền dẫn qua con người. Thì cái đấy là điều rất quan trọng. Nếu chúng ta không có những cái bộ óc đấy, không có những tri thức đấy mà chúng ta bảo khởi nghiệp thì không có bột thì không bột nên hồ. Thì đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là khởi nghiệp anh phải có sự tiếp cận về tài chính. Khởi nghiệp đi đôi với tài chính, và đặc biệt là những khởi nghiệp sáng tạo, cái mà chúng ta gọi là startup trong tiếng Anh, thì nó phải đi đôi với các quỹ đầu tư mạo hiểm. Nó phải có các cơ chế tài chính, bởi vì khởi nghiệp xác suất thất bại rất lớn. Nếu không có các cơ chế tài chính thích hợp thì ai sẽ là người
đầu tư các nguồn tài chính này vào cho khởi nghiệp. Thì với những cái thể chế, với những cái môi trường như thế chúng ta chưa hội đủ thì chúng ta khó có thể nói đến khởi nghiệp. Nên là tôi nghĩ là để có một cái nhìn tổng quan thì nên chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cho khởi nghiệp được xảy ra một cách tự nhiên. Ví dụ như môi trường kinh doanh, ví dụ như chi phí tiếp cận đất đai, tiếp cận vốn, ví dụ như là sự chuyển giao về công nghệ, sự đào tạo về năng lực và chuyên môn. Với những cái điều kiện như thế thì khởi nghiệp tôi nghĩ sẽ xảy ra một cách có tự nhiên và bền vững hơn rất nhiều, thay bằng việc là chạy theo phong trào và hô hào của tính khẩu hiệu như hiện nay.